chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Việt cùng Tommy. Đây là bài số 55 trong loạt bài Tiếng Việt Trung và Cao Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về câu tục ngữ thương người như thể thương thân. Thương người như thể thương thân, đánh vần là ư ơ ngờ ương thờ ương thương, ư ơ y ươi ngờ ươi ngươi quyền người. Như thể ư nhờ ư như, ê thờ ê thê hội thể. Thương thân ư ơ ngờ ương thờ ương thương, ớ nờ ưng thờ ưng thân. Thương người như thể thương thân. Thương người có nghĩa là thương một người khác. Người đó có thể là người trong cùng một làng, có thể là người trong cùng một thành phố, trong cùng một đất nước, hoặc là một người nào đó trên thế giới này, trên trái đất này. Thì chúng ta thương người đó thương như thế nào? Thương như thể thương thân, thương như thương chính bản thân của bạn vậy. Bạn thương mình bao nhiêu thì bạn thương người đó bấy nhiêu. Thương yêu lẫn nhau là đặc điểm cơ bản nhất, là sự khác biệt cơ bản nhất giữa con người và động vật. Vào một ngày mùa đông trời rất là lạnh, bạn đi trên đường, bạn gặp một em bé bán vé số. Quần áo của em bé rất là mỏng, rất là mỏng thì có nghĩa là em bé nó cảm thấy rất là lạnh. Em bé nghèo, em bán vé số, quần áo em bé mỏng rất là lạnh. Thì bạn cảm thấy thương em bé đó và bạn mua cho nó một cái áo ấm, và bạn mua cho nó một tô hủ tiếu nóng hổi để nó ăn. Thì những hành động đó xuất phát từ tình thương giữa con người và con người. Bạn cảm thấy thương đứa bé đó như thương chính con cháu của bạn vậy. Có những người họ có nhiều tiền hơn, và họ đi về những vùng sâu, vùng xa, chẳng hạn như là vùng núi, hẻo lánh. Ở đó thì người dân rất là nghèo và trẻ em thì phải phụ giúp gia đình để kiếm tiền, để kiếm sống. Do đó không có điều kiện để đi học. Thì rất nhiều người họ có tiền, họ mới mở một cái trường ra. Họ lập một cái trường ra ở vùng núi, vùng xa xôi hẻo lánh đó, và họ kêu gọi các em bé đó đến trường học. Đến trường học thì được miễn học phí, và thậm chí là cho các em bé đó các phần ăn như là ăn sáng, rồi ăn trưa, và thậm chí là cho các em một ít tiền. Cái tiền này cũng giống như là cái tiền để phụ giúp gia đình của các em. Thì đó cũng xuất phát từ tình yêu, sự yêu thương giữa con người và con người. Có người bỏ tiền ra xây trường, ok, miễn học phí cho các em. Thì cũng sẽ có những người là thanh niên làm nghề giáo viên, là thầy giáo, cô giáo. Thì họ bỏ thành phố, họ rời xa thành phố, họ lên miền núi đó để dạy các em. Hiển nhiên khi mà lên cái miền núi đó thì điều kiện sinh sống, điều kiện sinh hoạt nó không có tốt lắm, và cái thu nhập nó cũng thấp nữa. Nhưng vì tình yêu đối với các em, tình yêu giữa con người và con người, cho nên họ quyết định họ lên cái miền núi đó để họ dạy cho các em. Cái đó ở Việt Nam người ta thường nói là cổng chữ lên núi. Cổng có nghĩa là mang ở phía sau lưng, chữ là con chữ, mang lên núi là mang lên miền núi, có nghĩa là mang giáo dục lên miền núi, mang giáo dục đến cho những người, là những em bé ở cái miền vùng núi đó. Gần đây trên truyền hình có chiếu tin về trận động đất ở Indonesia, làm chết và bị thương khoảng độ 900 người. Thì khi mà đọc và xem cái tin tức đó thì rất nhiều người trên thế giới họ cảm thấy rất là đau thương, rất là buồn. Và từ sự đau thương đó, và vì cái tình người đó, nên rất nhiều người đã đóng góp tiền của và lương thực để gửi cho những người ở Indonesia, những người bị cái trận động đất đó. Như vậy
các bạn đã hiểu được cái câu thương người như thể thương thân. Ok, thương người khác như thương chính bản thân mình vậy. Thực tế trong cuộc sống, có người còn thương người khác hơn thương chính bản thân mình. Chẳng hạn như là Đức Phật, Ngài đã bỏ ra cả một cuộc đời của mình để đi tìm con đường giải thoát cho chúng sinh. Ok, Ngài chỉ có thể làm được điều đó bởi vì Ngài có một tình yêu rất là lớn đối với nhân loại. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.